ra thì nói là làm việc mà để gọi là nó hạnh phúc và đơn giản nhất chắc là mỗi tháng mình được nhận lương đó mọi người. Từ khi bắt đầu công việc này thì Nguyên cảm thấy Nguyên trở nên giàu có là Nguyên được học hỏi kinh nghiệm từ những người đồng nghiệp, từ những anh chị. Họ có một cái lượng kiến thức rất là khủng khiếp. Có những người đồng nghiệp rất là dễ thương, rất là dễ thương. Và mình sẽ được tiếp xúc với các anh chị học viên. Đó là cái hạnh phúc nho nhỏ của mình. Mình có thể làm được cái công việc đúng chuyên môn và kỹ năng của mình. Mình có thể đóng góp, gia tăng cái giá trị cho đội nhóm, cho tổ chức. Nó bắt đầu từ những điều mà mình mong muốn được làm và được công nhận ở trong một môi trường công ty thân thiện, cởi mở, và đặc biệt là sếp tốt, đồng nghiệp chan hòa, vui vẻ. Khi mà mình bước vô môi trường này là một cái môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp thì mình cảm thấy là bản thân mình đã thay đổi rất là nhiều, rất là tự tin khi mà mình tư vấn và nói chuyện với khách hàng. Mà đôi khi công việc nó sẽ cho mình nhiều thách thức, và cái điều mà mình hạnh phúc nhất là khi mà mỗi cái lần mà mình có một cái công việc gì nó khó, mình thành công, mình vượt qua điều đó. Nếu như mà bạn cảm thấy áp lực trong công việc và cuộc sống á, thì bạn hãy nghĩ đến những cái lý do vì sao mà bạn chọn công việc và bạn bắt đầu cái công việc này. Thầy giảng từ Trung nói với mình á, là không có một cái khái niệm gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn nên biến cái công việc đó trở thành cái phần cuộc sống của bạn. Thì ai cũng có quyền được mơ đúng không? Cho nên là khi mình đã có được giấc mơ rồi thì khi mà nó đủ lớn mình sẽ bắt tay vào mình thực hiện nó. Cho dù có những khó khăn hay là những lúc mà mình cảm thấy cực kỳ vui, thì những cái moment đó, những cái giây phút đó đến cuối cùng, nó sẽ đưa mình đi được đến một cái nơi mà mình nhìn lại mình đã thấy là mình đã đạt được nó rồi. You don't have to try.